trên đời hả, có tiếng thì sẽ dễ kiếm tiền hơn. Cho nên là người đời ai cũng muốn nổi tiếng, muốn cái tiếng của mình nó nổi lên, thì khi đó tiền tài danh vọng nó kéo tới. Nhưng điều nguy hiểm nhất mà mọi người không nhận ra đó là nó có tới hai loại tiếng, đó là danh tiếng và tai tiếng. Sự nhầm lẫn tai hại giữa hai cái loại tiếng này á, khiến nhiều người rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười. Bởi vì ngay trong cái cấu tạo của chữ tai tiếng, nó được trình bày rất rõ, đó là cái chữ tai là tai họa, nó đứng trước và đợi sẵn rồi, chỉ chờ cho cái chữ tiếng nổi lên là tai họa nó ráp vào. Xin chào các bạn, tôi là Hùng Trí của Mr. Well, Rang thầy đẹp trai và chuyên cài hệ đến tiền học viện Awaken Your Power. Và ngày hôm nay xin được phân tích cùng mọi người một câu chuyện đang rất là hot về một cô gái bất chợt trở nên cực kỳ nổi tiếng trên không gian mạng trong suốt mấy ngày vừa qua, với một chia sẻ rất là hồn nhiên, thật thà và tự tin đến bất ngờ về những thủ thuật mà cô ta đã dùng để moi tiền các anh trai thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder. Thật ra thì cái quả clip của bạn đã online từ vài tháng trước và cũng không quá đặc biệt, chỉ đến khi câu chuyện nó được đưa lên mặt báo kênh 14, Người Lao Động, Dân Trí, Tuổi Trẻ, và chỉ trong vòng 1 ngày, 2 ngày thôi, số lượng view của quả clip này tăng vun vút từ 100.000 lên 200.000, 500.000, và rồi đến thời điểm mà các bạn xem được cái video phân tích này, có khi quả clip này đã trở thành một clip triệu view trên YouTube. Và việc này dĩ nhiên kéo theo những quả clip trước đó trên kênh thì eo ụt, giờ đây cũng tăng lên hàng trăm ngàn view một cách chóng mặt, như là cái quả clip tôi đã bịa CV của mình như thế nào, tôi không xin ra để đi làm, và bạn cũng thế. Wow, đây rõ ràng là một kết quả vô cùng ấn tượng và đáng thèm thuồng đối với một YouTuber. Và rồi dĩ nhiên, có thể là cái bạn nữ này chắc sẽ cũng không quá quan tâm tới quan điểm và góc nhìn của anh. Nhưng xin được làm cái video phân tích này để trò chuyện và phân tích mổ xẻ cùng với các khán giả trên kênh của anh về hai chủ đề. Thứ nhất, cô ta đã làm điều đó như thế nào? Và chúng ta sẽ cùng nhau giải mã kỹ năng chia sẻ rất khôn khéo của cô gái này, khiến cho hàng chục, hàng trăm ngàn người dễ dàng bị kích động, giận dữ và rồi bị dẫn dắt. Thứ hai là cái được và mất của cách thức tìm kiếm sự nổi tiếng này. Góc nhìn này có thể giúp các bạn điềm tĩnh và khôn ngoan hơn để tự vệ trước các thủ thuật thao túng tâm lý và dẫn dắt của truyền thông và các nội dung trên mạng xã hội. Còn dĩ nhiên, nếu ngày hôm nay các bạn là người đang có định hướng để theo đuổi cái vai trò của một nhà sản xuất nội dung, một content creator, thì biết đâu cái video clip này sẽ giúp các bạn cân nhắc và lựa chọn hướng đi bền vững hơn cho riêng mình. Cho nên, mọi người đã sẵn sàng chưa? Let's go! Đầu tiên, hãy mổ xẻ quả clip cực kỳ viral, những lần mình kiếm tiền trên Tinder. Trong video clip này, bạn chia sẻ về những cách moi tiền rất lạ và độc đáo của mình. Lúc nào cũng là mọi người sẽ đưa tiền cho mình để mình đi taxi về, lúc thì là 200, lúc thì là 500. Và khi mà mình viết profile của họ xong, thế là họ sẵn sàng chuyển khoản cho mình, họ sẵn sàng cảm ơn mình bằng tiền mặt. Và mình mới nói là nếu như mà anh ra muộn thì em sẽ tính tiền, cứ 1 phút em sẽ tính 100.000. Tất cả những người đấy đều mừng tuổi lại cho mình 200.000 hoặc 500.000, 1 triệu cũng có. Anh thân mà nói là anh chưa bao giờ dùng Tinder hết, và sau quả clip này anh cũng tò mò lắm á. Nhưng mà không có được dùng. Cho nên để có được góc nhìn đa chiều hơn thì anh đã trực tiếp phỏng vấn một người bạn là một bậc thầy ngụp lặn trên Tinder để xin được cái góc nhìn và đánh giá khách quan. Và bạn của anh sau khi coi hết video clip kết luận: cái con bé này rất lanh, dẻo mồm và dẻo miệng và rất tâm lý đó anh. Về khoảng đó thì nó thật sự rất là giỏi. Nhưng những cái nội dung mà nó chia sẻ trong clip thì nó chỉ hí hửng khoe những cái mà nó được, chứ không có nói về những cái giá mà nó đã trả, những thứ mà nó đã mất, những lần nó bị thiệt thòi hoặc bị lường gạt. Bởi vì anh Trí ơi, Tinder thật ra nó là một xã hội thu nhỏ, nó có đủ các loại người với những cái mục đích, những cái dạ tâm, những cái mong muốn khác nhau, và năng lực của họ cũng rất khác nhau. Cho nên nói trong giang hồ đó là núi cao luôn có núi cao hơn. Vì vậy khi mà con bé này chỉ chia sẻ cái phần thành quả hoặc là những cú ngon ăn thôi, đã vậy là còn dương dương tự đắc nữa, thì cái cách nói này sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rất là tức, rất là cay cú. Cho nên là bị ăn chửi thì cũng đáng. Nhưng em nghĩ là có khi nó cố tình làm vậy và muốn mọi người kích động và chửi bới nó để phải là có view. Cho nên là em nghĩ là cái bạn nữ này rất là khôn. Wow, cái góc nhìn này làm anh vỡ lẽ ra một điều là cho nên cái cách đặt vấn đề và thể hiện câu chuyện của cô gái này một cách nào đó nó kích động và chập máy vào những cái áp lực trong công việc, những cái lo lắng bươn chải trong cuộc sống của tất cả mọi người. Kiểu như là các bạn phải lằn lộn cực khổ mỗi ngày, phải luồn cúi với cấp trên, phải cắn răng cam chịu những cái khuôn khổ, những cái kỷ luật để rồi chật vật kiếm sống qua ngày. Nhìn tôi đây nè, tôi thất nghiệp mà chả cần phải đi làm gì hết mà tôi vẫn phay phay, vẫn sống vui, sống khỏe ở cái đất Hà Nội rất là đắt đỏ suốt mấy năm trời đây nè. Thậm chí là cái câu chuyện, cái cách thể hiện đó nó còn ngoáy vào một cái điều thật sự rất là quan trọng và ý nghĩa với rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đó là tình yêu.
Mấy cái anh chàng đàn ông cô đơn cần bạn gái à. Đó chính là con mồi ngon lành nhất của tôi. Tôi sẽ tha hồ moi những đồng tiền dễ dãi từ những gã trai cô đơn ấy. Và tôi chả cần yêu đương gì, tôi chỉ cần tiền. Và tôi luôn sống hạnh phúc. Cho nên các bạn nhìn ra cái mặt của cái câu chuyện và cái cách thể hiện, thì chúng ta sẽ hiểu được cái hệ quả về mặt cảm nhận và tâm lý mà quả clip này gây ra với khán giả. Và tới thời điểm này chúng ta không thể chối cãi là bạn nữ này thật sự là một người rất là hoạt ngôn và rất giỏi trong cái kỹ năng nắm bắt tâm lý của người khác. Bởi vì y như rằng cái quả video clip này thu về hàng ngàn những cái comment giận dữ, những cái lời lẽ thóa mạ và miệt thị, có khi thật sự quá là tàn nhẫn dành cho bạn. Nhưng đây có khi lại là sự thành công đặc biệt cho quả video clip này. Bởi vì khi khán giả bị kích động, họ bức xúc, giận dữ, thậm chí là họ buông những cái lời thóa mạ, sỉ nhục, và bạn nữ này vẫn không thèm phản hồi hay chẳng mảy may quan tâm, thì việc này khiến cho khán giả lại càng bực. Và khi đó họ sẽ bắt đầu có xu hướng share cái video clip này cho bạn bè của họ xem, để rồi có người cùng san sẻ, cùng đồng cảm với cái sự bức xúc, cái sự giận dữ của các bạn. Và rồi thậm chí các bạn sẽ tìm xem những video clip khác của cái cô nàng này trên kênh để nhìn ra những cái quan điểm trái chiều, độc hại mà các bạn có thể công kích. Và các bạn có nhìn thấy không? Khi mà chúng ta giận dữ lên thì chúng ta sẽ bị dẫn dắt. Mà ông bà mình gọi là giận là mất khôn. Mà mất khôn là y như rằng bị thao túng, bị dẫn đi đâu luôn. Và cái kết quả đó là cái quả clip Tinder này nó được chia sẻ viral bởi tất cả mọi người. Anh nhìn thấy những người bạn của anh thông thường không bao giờ chia sẻ cái gì trên Facebook hết, mà ngày hôm nay cũng bắt đầu nói là tôi phải lên Tinder kiếm tiền đây. Ôi 200.000, 500.000, 100.000 cũng được. Và tất cả mọi người bắt đầu bàn tán về cái video clip này, và hiển nhiên khiến cho nó tăng view ầm ầm một cách khủng khiếp. Cho nên xét về khía cạnh truyền thông, về việc xây dựng những cái nội dung viral, thì chúng ta phải khẳng định là cái cô gái này là một người rất là giỏi chuyên môn, và cô ta đã thành công trong việc kích động và dẫn dắt dư luận để rồi đạt được kết quả rất ấn tượng của riêng mình. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn qua cái con số triệu view của quả video clip viral này, thì các bạn sẽ thấy là thật ra cái số lượng subscriber của kênh vẫn rất là thấp, chỉ vỏn vẹn có vài ngàn người muốn theo dõi kênh. Điều đó có nghĩa là cái sự quý mến và tin tưởng của khán giả đối với chủ kênh vẫn đang ở cái mức rất khiêm tốn, thậm chí là rất thấp. Cho nên tới thời điểm này anh thật sự cũng rất là tò mò xem là cái kênh YouTube này sẽ phát triển lâu dài như thế nào trong giai đoạn sắp tới, hay là nó cũng sẽ sớm nở tối tàn như hàng loạt những cái hiện tượng gây sốc trên không gian mạng từ xưa tới giờ. Và bên cạnh đó, từ khía cạnh của một cái người làm về tâm lý, thì anh thật sự rất tò mò là cái bạn nữ chủ kênh sẽ đọc comment như thế nào và cảm thấy cái gì khi đọc hàng ngàn những cái comment giống như vậy. Và rồi cô ấy sẽ chuyển hóa những cái comment rất là cay nghiệt và cái nguồn năng lượng cực kỳ độc hại đang được truyền đến tới mình như thế nào trong những ngày tháng vừa qua. Thì cá nhân anh thật sự rất là tò mò và rất là băn khoăn. Tóm lại, qua cái góc nhìn này, đối với tất cả chúng ta, bài học và kỹ năng đầu tiên dành cho tất cả các bạn để tự vệ trước những cái thủ thuật kích động và dẫn dắt của truyền thông, đó là luôn luôn quan sát cảm xúc của chính mình khi chúng ta tiếp xúc với những cái thông tin truyền thông, thông tin trên mạng xã hội. Và cái khoảnh khắc mà các bạn nghe ra là mình cảm thấy bức xúc, cảm thấy giận dữ, thì ngay tức thì nhắm mắt, hít thở và tự hỏi mình có ai đang chủ đích kích động mình hay không. Và nếu những cái thông tin mà mình đang đón nhận nó làm các bạn kích động, thì đó có phải là sự thật hay không? Và nếu đó là sự thật, thì đó có phải là toàn bộ sự thật hay chưa, hay chỉ là một phần của sự thật mà thôi? Để ý, khi các bạn có thể làm được động tác này, chậm lại một nhịp, hít thở và tư duy, cái hành vi này sẽ giúp các bạn có một góc nhìn toàn diện và chi tiết hơn. Các bạn sẽ thấy mình bình tĩnh hơn rất nhiều, và lúc đó người khác sẽ không thể thao túng và dẫn dắt các bạn được. Cho nên ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hành các câu hỏi nói trên với chiếc video clip của bạn nữ này. Các bạn sẽ thấy một góc nhìn rất đa chiều và thú vị. Nếu nội dung trong video clip làm các bạn cảm thấy bức xúc, cảm thấy khó chịu, phẫn nộ, thì đầu tiên, đây có phải là sự thật hay không? Và câu trả lời, dĩ nhiên là có rồi. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta phải rất thẳng thắn là trong xã hội, cái thực trạng về việc đổi chác nhu cầu về tình cảm hoặc thậm chí thể xác để có được tiền bạc, vật chất, nó là một hoạt động có thật và nó đang diễn ra.
Dĩ nhiên là trong cái khuôn khổ chia sẻ của bạn nữ trong video clip này thì chúng ta sẽ không bàn đến cái việc đổi chác những nhu cầu thể xác để có được tiền bạc và vật chất, giống như là friend with benefit, one night stand hay là sugar baby, sugar daddy. Ok? Nhưng chúng ta sẽ nói về nhu cầu về tình cảm. Thì nhu cầu tình cảm ở đây không nhất thiết cứ phải là tình yêu đôi lứa. Bởi vì ngày hôm nay có rất nhiều người đơn giản là họ cảm thấy buồn chán và họ muốn có một cái người để đi cà phê trò chuyện, hoặc là một người rảnh rỗi và họ muốn giết thời gian bằng một cái cuộc gặp gỡ thú vị và mới mẻ. Đây là một nhu cầu có thật. Và nếu các bạn có thể đáp ứng được nhu cầu đó thì việc người bên kia tặng cho các bạn một cái quà tặng về vật chất như là một món quà hay một ly cà phê, một món ăn hay là một ít tiền đi taxi thì thật ra đó là một việc thuận mua vừa bán. Và đó là một cái hiện tượng có thật đang diễn ra trong cuộc sống ở ngoài kia. Tới thời điểm này chúng ta nhìn ra cô bạn trong video clip thực chất đang cung cấp một dịch vụ và kiếm tiền từ dịch vụ đó. Một ví dụ thực tế nhất mà chúng ta có thể mường tượng và liên hệ đó là dịch vụ geisha ở bên Nhật Bản. Để có một cô geisha ngồi ăn tối và trò chuyện với các bạn thì chi phí cho dịch vụ này trung bình là từ khoảng 30.000 cho đến 50.000 yên. Và nó tương đương với khoảng từ 5 cho tới 9 triệu đồng trong buổi gặp mặt. Dĩ nhiên là cái người geisha này họ phải học tập và phải rèn luyện rất nhiều mới có thể được trở thành một geisha. Cho nên nếu nhìn theo góc độ này thì các bạn sẽ thấy rất thú vị là các bạn nữ trong clip khi không nghiêm túc rèn luyện mà nỗ lực một cách bài bản thì thật ra cô ta chỉ như là một cái geisha hạng bét nhất nếu so sánh về thu nhập với những cái geisha chuyên nghiệp của Nhật Bản, là 200 cho tới 500 ngàn cho một buổi gặp mặt. Thì thật ra nó rất là rẻ. Nhưng biết làm sao được khi mà bạn không khổ luyện, bạn không chịu nghiêm túc và rèn giũa cái năng lực làm geisha của mình, đến nỗi mà đi bưng bàn một tháng đã bị đuổi việc mà lại còn đi tự hào về điều đó, thì rõ ràng là từ năng lực cho đến thái độ đều rất là kém. Thì chả trách làm sao mà một người thì kiếm được gần chục triệu cho một buổi đi ăn tối, còn bạn thì chỉ kiếm được 200, 300, 500 ngàn. Tiếp theo, các bạn nghĩ là cái việc mà đi hẹn hò, đi gặp các anh trai mỗi ngày như vậy nó không mất thời gian mà nó không mệt à? Có thiệt không? Đầu tiên nha, là tắm rửa, trang điểm, ăn mặc cho nó tươm tất đàng hoàng chút thôi, nhanh lắm cũng phải là 30 phút. Xong rồi ra đến quán, đâu phải cứ ngồi xuống cái là xin tiền taxi được đâu, đúng không? Phải gọi nước, chào hỏi, rồi phải nói chuyện lâu lâu cho người ta thích, người ta quý mến mình chứ, không? Mà cái này ngặt này nha, là đâu phải cái quán nào nó cũng tính bill tới cuối buổi để rồi mình kêu cái bạn nam nó bao được, không? Nhiều quán mình ra quầy mình order nó chặt luôn tại chỗ luôn, thì khi đó nó quá là sót, bởi vì tiền ăn tiền nhà không có mà còn phải tự trả tiền nước nữa. Cái này là liệt vào hạng gọi là tai nạn nghề nghiệp. Không, tiếp theo nè, một cái buổi hẹn hò đâu thể nào là 15-30 phút, cũng phải 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ tán hưu tán vượng, không? Mà với cái cường độ đi khách của bạn này là một ngày một anh đi ha, thì đâu phải lúc nào cũng gặp được một anh chàng hay ho thú vị, đúng không? Đã xác suất là cái việc chat trên Tinder thì có khi rất là dễ thương, rất là hay, nhưng khi gặp ngoài đời lại gặp một anh chàng dở hơi kém lợn thật ra là không hề thấp. Thậm chí chính cái bạn nữ này cũng là người thường xuyên đi chat hộ cho các anh trai nhạt nhẽo khác để dụ dỗ con gái nhà người ta mà, cho nên cái xác suất là buổi hẹn hò đó biến thành một cái cuộc trò chuyện nhạt nhẽo vô vị thật ra cũng rất là cao. Mà các bạn có tưởng tượng được chưa, là bây giờ giả sử đi làm mà nghe sếp chửi thì cùng lắm là sếp cũng chửi khoảng 15-20 phút là sếp kiệt sức rồi ha. Mà trong lúc nghe sếp chửi là mình vẫn có quyền tỏ ra thái độ u uất khó chịu, không? Đằng này cái công việc của bạn nữ này là phải ngồi chịu trận từ 1 tới 2 giờ đồng hồ, chán tét háng ra mà vẫn phải nhã nhặn tươi cười, tỏ ra ngạc nhiên hứng thú và phải làm cho cái anh chàng kia cảm thấy thoải mái vui vẻ thì tới cuối buổi mới xin được tiền taxi cho các bạn. Còn nếu các bạn tỏ ra cái kiểu thái độ lồi lõm lạnh lùng hả, không, thì không những tiền taxi nó không có cho mà tiền nước tiền ăn nó còn đòi phần ai nấy trả, là coi như lỗ vốn luôn. Thấy nó khó chưa? Tưởng bỏ hả? Đúng không? Rồi sau khi đi hẹn hò một buổi như vậy, về đến nhà thì ít nhất tổng cộng các bạn sẽ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, và rồi kiếm được 200k. Mỗi giờ vị chi là được 70k. Còn nếu các bạn bị tai nạn nghề nghiệp, các bạn tốn 50.000 tiền nước, rồi tiền xe ôm đi về 2 chiều hết 50 nữa đi, là vị chi các bạn chỉ có được 100.000, và chia ra cho 3 tiếng là được 33k mỗi giờ. Thì chẳng phải là một mức tiền lương quá là thảm hại và ê chề. Đã vậy, thất nghiệp dài dài, hả không? Làm gì có tiền mà mua nhiều quần áo? Cái bộ đồ đang mặc về phải lật đật đi giặt, đi phơi cho khô đặng ngày mai còn đi gặp một anh khác để mà xin tiền taxi nữa cho các bạn. Mường tượng được cái khung cảnh behind the scene đó chưa? Thì đó là phần mà cái cô gái này đã không chia sẻ. Đó là chưa kể tới chuyện là những cái rủi ro nghề nghiệp mà bạn gặp phải khi mà hẹn hò thông qua những cái app hẹn hò như là Tinder, không? Ví dụ như gặp một cái bạn nam làm cùng ngành cũng chuyên đi moi tiền trên Tinder thì cái buổi hẹn hò đó sẽ là một cuộc chiến rất thú vị.
Còn nếu gặp phải những cái đối tượng bệnh hoạn, biến thái, những bậc thầy và lừa tình, lừa tiền trên Tinder nữa, thì đó lại là một câu chuyện còn hấp dẫn hơn nữa. Và tất cả những cái thăng trầm, những cái drama, những cái bỉ cực trong quá trình kiếm được 200, 500 ngàn đó của cô gái này đã hoàn toàn không được chia sẻ. Và tới thời điểm này, khi mình có một góc nhìn đầy đủ và hiểu sâu sắc toàn diện hơn, các bạn cảm nhận tâm lý và cảm xúc của mình ngay lúc này như thế nào? Có cảm thấy bình an, cảm thấy bớt phẫn nộ và bức xúc hơn chưa? Đây gọi là sức mạnh của góc nhìn đa chiều. Nó giúp chúng ta bình tĩnh, không bị kích động và không bị thao túng bởi hành vi của người khác. Chưa kể, nó có khi giúp chúng ta thay đổi những cái cảm nhận của mình, là thay vì phẫn nộ thì mình lại nảy sinh một cái tình thương, có khi là cái sự xót xa cho cái cô gái này. Thì đó là một thiện nghiệp. Thay vì chúng ta phẫn nộ và có những hành vi công kích, nguyền rủa, thì thật ra đó là một cái ác nghiệp của chúng ta. Các bạn nhìn thấy chưa? Xí nha! Tôi biết là tới thời điểm này khi tôi kể ra những góc nhìn đa chiều và rất thực tế như vậy là có người bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ, đúng không? Nói trời ơi, nói Đà ơi, ông Quéo kể hay quá, thật quá. Trời ơi, y như người trong cuộc luôn. Không lẽ nào ông Quéo cũng là người trong ngành hả mấy bà? Chính xác. Ông Quéo cũng là người trong ngành nha mấy em. Ông Quéo hiểu hết. Bởi vì anh Quéo cũng có đi khách giống mấy cô gây xa vậy đó mấy em. Anh Quéo hiểu lắm. Chỉ là anh Quéo già rồi cho nên đâm ra khó tính. Thì đi khách của anh Quéo ở đây là những cái section tư vấn chiến lược cho các chủ doanh nghiệp hoặc là cho những giám đốc bộ phận trở lên ha. Thì có những buổi đi khách giống vậy chứ ha. Và một buổi như vậy của anh Quéo thì cái thu nhập nó cũng gấp 4-5 lần một cây xa chuyên nghiệp. Cho nên hey, thẳng thắn đi, tôi cũng là dân đi khách mà. Nói vui thôi. Nhưng thật ra cuộc đời nó là vậy đó các bạn. Công bằng. Khi chúng ta muốn có thu nhập thì tất cả chúng ta đều phải có năng lực và đều phải cố gắng hết các bạn. Dù là anh, dù là các bạn, dù là cái cô gái trong video clip hay bất cứ người nào, thậm chí đến cả ăn trộm ăn cướp, đi làm cũng phải có tay nghề, cũng phải khổ luyện, cũng phải có kỷ luật và những nguyên tắc nghề nghiệp của mình thì mới có ăn. Còn không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn. À mà thôi, đây là video clip giáo dục mà. Cuối cùng, chốt lại quả video clip này thì anh nghĩ chắc chắn cũng sẽ có vài bạn nãy cái comment kiểu: anh Trí, anh nhìn lại mình đi, nếu vậy anh cũng đâu có gì hơn người ta đâu, hả không? Anh cũng bú drama, anh cũng làm content câu view, anh cũng dẫn dắt khán giả thôi. Well, đúng, làm nội dung thì phải câu được view, bởi vì nếu làm nội dung truyền thông mà không có ai xem thì đó gọi là kém cỏi, đó là uổng phí công sức và nỗ lực của bản thân và của ekip. Đúng, anh là người muốn bám sát những cái drama, những cái biến động của đời sống, xã hội thực tế để rồi phân tích và rút ra bài học cùng với các bạn. Bởi vì anh dạy về kỹ năng sống, về tâm lý và định hướng cho mọi người. Anh không muốn chỉ luẩn quẩn với lý thuyết, với sách vở và những thứ giáo điều. Anh là một ông thầy đến từ đường phố. Và rồi, dĩ nhiên là về việc dẫn dắt khán giả. Đúng, anh hoàn toàn có hiểu biết và năng lực cần thiết để kích động cảm xúc và dẫn dắt khán giả. Nhưng, thẳng thắn đi, nếu các bạn xem video clip anh tới thời điểm này, tự hỏi mình xem là các bạn đang cảm thấy như thế nào ngay bây giờ. Kích động hay điềm tĩnh, giận dữ hay bình an? Anh tác động đến nhận thức, góc nhìn của các bạn hay là sự giận dữ, bức xúc, tham lam và sợ hãi của các bạn? Right? Và thành thật với nhau nha, anh đã làm kinh doanh, đi dạy và rồi thuyết giảng cho tới ngày hôm nay là gần 2 thập kỷ rồi. Ngông cuồng, kiêu ngạo, ảo tưởng, tự huyễn, thậm chí tham lam, sợ hãi, anh đều trải qua và đều trả giá cho nó hết rồi. Cho nên ngày hôm nay, bất cứ việc gì mà anh làm, anh luôn cố gắng ý thức rất rõ xem cái khẩu nghiệp mà mình tạo ra thực ra nó xuất phát từ cái tâm an lành, quan tâm, yêu thương hay là từ cái tâm mong cầu, tham lam, sợ hãi. Bởi vì cái đó sẽ quyết định xem là cái nghiệp đó sẽ là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Vì vậy mà cái này là cái gửi gắm riêng cho bạn Kimmy. Nếu mà em có vô tình xem qua cái quả video clip của anh, đó là thẳng thắn đi, anh với em đều là những người hoạt ngôn, có sự thông minh nhạy bén về cảm xúc và tâm lý. Nhưng không được quên là trong tất cả các loại nghiệp, khẩu nghiệp là cái nặng nhất. Vì vậy mà anh em mình đều phải rất là cố gắng để tu tâm dưỡng tính. Không thôi mai này nếu là ác nghiệp nó quật đỏ không nổi đâu em ơi. Thì đó là cái chia sẻ chân thành. Nếu hữu duyên em đón nhận thì vui, còn nếu mà không thì anh cũng không vì vậy mà buồn. Ok.
Nói tới đây thì cá nhân anh cũng rất tò mò muốn biết một việc. Đó là ekip anh nói là anh ơi, anh mà làm cái clip react này thế nào cũng đẩy thêm 30.000 view cho cái clip bẩn của người ta. Chứ xong rồi anh nói đúng, có thể lắm. Nhưng mà anh tin là sau khi xem cái video clip react này của anh và những cái video clip và những góc nhìn đa chiều trên kênh thì khán giả của anh sẽ bình an và điềm tĩnh hơn rất nhiều khi xem cái quả video clip Tinder kia hoặc nhiều những cái nội dung khác trên mạng xã hội nữa. Cho nên anh không biết là anh nói vậy có đúng hay không. Thì các bạn khán giả có thể chia sẻ là các bạn cảm nhận được gì sau những cái video clip của anh ở trong comment ở bên dưới được không? Điều này sẽ giúp bọn anh xác nhận lại xem là cái nghiệp mà bọn anh gieo trồng cho cộng đồng trong suốt 4-5 năm vừa qua nó là cái nghiệp gì. Cho nên là các bạn có thể thả comment ở bên dưới nghe. Bọn anh thật sự rất là mong đợi. À, còn nếu bạn nào qua cái video clip này bất ngờ nhận ra là ê, thì ra là mình có thể được gặp một với lại gây xa hữu trí kìa chị em ơi. Thì làm ơn làm phước tha cho tôi. Dạ. Bỏ đi mấy em nha, cái đó chi phí cao lắm ha. Tranh thủ học mấy cái khoa học nhỏ nhỏ trên Zoom hoặc là tham gia lớp học tập trung cùng với mọi người cho rẻ, hợp lý, đúng không? Còn lại, nếu thật sự cái khó khăn của các bạn rất lớn và nhất muốn gặp thầy Trí thì các bạn có thể đăng ký tư vấn với mấy bạn tư vấn viên trong học viện trước để xem thật sự là mình cần cái gì, rồi mình cân nhắc cái giải pháp sao cho phù hợp. Nhớ là luôn tìm hiểu đầy đủ thông tin và đưa ra quyết định của mình một cách điềm tĩnh và khôn ngoan. Right. Và cuối cùng như mọi khi, rất cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của tất cả mọi người. À, xí nhà làm sao để mà mình chêm vào chỗ nào á để mà người ta thấy hay, người ta share được không ta? Chứ còn ta nói thiệt luôn á, nhiều khi mấy cái clip mà drama mà kích động này nọ thì á, bà con share mầm luôn. Trong khi nhiều khi anh không biết nữa, clip mình coi xong cái tự nhiên bình an quá, bình an. Xong rồi em nhận ra rồi, em sẽ thay đổi. Xong rồi lập đặt chạy thay đổi hết, không ai ngồi để share clip cho tao hết. Cuối cùng clip flop, KOL, hoài nghi về bản thân. Cho nên làm sao chêm câu gì cơ, người ta share clip giùm đi. Ê còn quay em vậy? Ê cắt cái này nha. Đừng đưa vô.